Dưa chua rau muống, một món ăn bình dân nhưng mà với mình á là cả một ký ức tuổi thơ. Ở đây có bà nào thời thơ ấu giống như tôi không? Chiên gia trốn ngủ trưa nha mấy bà. Trưa mà kêu tôi ngủ là như cực hình vậy đó. Tôi sẽ tìm cách trốn để lên nhà ăn nhỏ trên đồng á. Nhà nó rau muống ruộng nhiều lắm mọi người. Mà trời mưa xuống là cọng nào cọng nấy nó xanh, nó ngon mơn mởn luôn. Tụi tôi sẽ hái mấy cái này nè, đem về cho mẹ mình á làm dưa chua nha. Mà cái chuyện tâm linh lạ thường lắm nha mọi người. Trốn ngủ nhưng mà có quà sách trên tay đem về là chắc bụng lắm, không có lo mẹ chửi. Chuyện nó ngộ gì đó mà không có là rung liền nha. Cái dưa rau muống này các bạn làm bằng rau muống đồng á thì nó sẽ ngon, nó sẽ giòn hơn ha. Còn nếu không á thì mình sẽ làm bằng rau muống gieo hạt thì cũng không sao đâu. Cách làm và tỷ lệ đường giấm á mình sẽ ghi ở trên màn hình cho cả nhà nha. Lưu ý sau khi mình nấu nước đường giấm phải để cho nó thật nguội. Ở đây thì mình không cần nấu sôi đâu, mình nấu cho đường nó tan ha. Mình có cắt thêm tỏi và ớt sắc lát để bỏ vào nhìn cho nó đẹp mà ăn nó cũng ngon nữa cả nhà. Rau muống mà sau khi mình ngâm muối xong á, mình thấy nó xìu xuống thì các bạn hãy cố gắng rửa thật là nhiều nước nha cho nó hết mặn, rồi sau đó mình vắt cho nó thật sạch nước luôn. Mình bỏ ra cái rổ cho nó ráo nước, rồi mình sẽ cho tỏi và ớt vào. Cái nước ngâm của mình á, sau khi nó nguội thì mình cho vào, trộn nó lên cho nó đều một chút xíu. Rồi các bạn hãy dùng một cái chén ha, một cái vật gì nặng á, mình dằn ở lên trên ha. Rồi nói nghe với những cái món đồ chua như thế này á, thì tôi khuyên các bà nên dùng cái đậu sành, đậu sứ để chứa nha. Nhưng mà tôi kiếm sáng nhà sáng cửa không ra cái gì sành sứ thôi. Xin lỗi vì cái sự không chuyên nghiệp này, tôi sẽ dùng cái thau mũ nha mọi người. Để nó lại, để nó qua một ngày rưỡi là có thể ăn ngon rồi đó mọi người. Các bạn muốn nó chua nhiều hơn là 2-3 ngày nha, nhưng mà chua quá thì ăn không nổi đâu. Cái này thì mình ăn kèm với cơm hoặc là các bạn ăn cùng với gỏi vịt đồ đó, nó rất là ngon luôn á nha mọi người. Tôi ngủ dậy tôi quất láng một tô cơm liền mọi người ơi. Cái cọng rau muống nó rất là giòn mà chua chua ngọt ngọt nữa, nói chung ngon. Rảnh mấy bà làm đi nha. Hoi hoi, chào tạm biệt cả nhà đi nha. Đừng quên nhấn theo dõi để xem tiếp những video tiếp theo của mình nè. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà vào ngày mai nha. Bye bye.